hồng hoang qua bên sông, đêm cũng đang nhìn lên mây bay khói hoa nhìn hòn đá lan nghiêng như câu ca dao nghiêng như mái chèo dưới bóng cây ngô đồng có con người dân chân có hai người yêu nhau. Cùng nhau bên nhau suốt đời. Khắp 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 con ngựa ô ô ô ô để anh khắp 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 con ngựa ô ô ô ô ô để anh khắp khắp con ngựa ô ngựa ô. Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Đồng nghiệp của tôi thân mến, bạn Quách Ngọc Ngoan. Vâng. Xin chia sẻ với tất cả quý vị, trong chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng, tôi thích nhất những cái khúc như thế này, nhưng tôi lại không thích cái khoảnh khắc này. Thực sự rất khó khăn cho tôi cũng như cho ban giám khảo. Hôm nay toàn là đồng nghiệp của mình không, ai chia tay chương trình tôi đều buồn cả. Nhưng mà luật chơi cũng rất là khắc nghiệt. Và sau đây sẽ là kết quả của ban giám khảo. Năm mươi ba điểm. Xin được chúc mừng Hùng Thuận đã ngồi trước cái nóng kia. Xin mời bạn về vị trí. Vâng ạ. Bạn Ngoan thân mến, hãy chia tay với chúng tôi đi. Đây là một chương trình rất là hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Và Ngoan hy vọng là tất cả các bạn còn ở lại thì sẽ cố gắng và cùng nhau chiến thắng. Ngoan xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn đã đến chương trình. Tôi xin công bố lại tổng số điểm như sau. Bạn Hoài Trinh 95 điểm. Tú Vi, Minh Luân, Hồng Thuận 53 điểm. Nếu như thí sinh thứ 8 xuất hiện dưới 53 điểm thì có nghĩa rằng 4 thí sinh chúng ta sẽ bước vào hai trận đấu đầu. Còn nếu như thí sinh thứ 8 cao hơn 53 điểm thì 3 thí sinh còn lại, số phận của 3 thí sinh còn lại sẽ do ban giám khảo quyết định. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với thí sinh thứ 8. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Anh. Mình đến từ thành phố Hà Nội và mình là người mẫu. Phải nói rằng là Hà Anh đã ca hát từ rất là lâu rồi, từ hồi bé. Hà Anh là một người nghe khá nhiều nhạc, tại vì mẹ Hà Anh từ khi Hà Anh còn nhỏ đã sưu tầm hàng ngàn băng cassette, rồi đĩa to, rồi đĩa sau này là đĩa CD, các thể loại âm nhạc trong và ngoài nước. Còn con đường hiện tại Hà Anh đang theo đuổi các thể loại âm nhạc của Hà Anh thì nó thiên về pop R&B, bởi vì là nó mang một cái tính chất trẻ trung, hiện đại và rất là thời trang. Nếu như mà Hà Anh trở thành người chiến thắng thì mẹ sẽ là người Hà Anh nghĩ tới đầu tiên. Hãy cùng đến với sự xuất hiện của Hà Anh. Thưa quý vị, đêm nay Hà Anh sẽ thể hiện ca khúc Hello. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in,
but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Feels like I've been awakened. Every rule I had to break in, every risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Giây phút hồi hộp đã đến. Xin mời cả ba bạn Thú Vi, Minh Luân và Hồng Thuận hãy tiến lại phía tôi đi nào. Rồi, đứng xa lại chút xíu à. Rất là khó khăn phải không nào? Sau đây là kết quả của ban giám khảo. Sáu mươi lăm điểm. Như vậy bạn hai, bạn đã chắc chắn được vào trận đối đầu rồi và bạn đã chắc chắn được ngồi trước ghế nóng kia. Xin mời bạn về vị trí. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa ban giám khảo, đây là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi gặp. Như trước đây, nếu như chỉ có hai thí sinh bằng điểm nhau thì quyền quyết định sẽ thuộc về giám khảo chính là chị Siêu Black. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên là ba thí sinh cùng bằng điểm nhau, cho nên toàn bộ 101 vị giám khảo sẽ quyết định ai là người sẽ phải chia tay với chúng ta. Xin mời ban giám khảo lần lượt sẽ bình chọn cho cả ba thí sinh. Hai người có điểm số cao nhất sẽ là hai người bước vào trận đối đầu. Và bây giờ xin mời ban giám khảo hãy bình chọn lại cho Thú Vi. Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Và tiếp sau đây, mời bạn đứng qua bên này ạ. Vị giám khảo nào sẽ nhấn nút để bình chọn cho Hùng Thuận? Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Như vậy, Thú Vi chắc chắn sẽ là người được bước vào trận đối đầu. Xin một dành một tràng tay cho Thú Vi ạ. Xin mời Thú Vi ngồi trước cái nắm kia. Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Và xin được chúc mừng Hùng Thuận đã bước vào trận đối đầu. Hãy chia tay chúng tôi đi nào, Minh Luân. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho Minh Luân một cái cảm giác, phải nói là một cái cảm giác khó tả, mà có lẽ suốt cuộc đời này Minh Luân sẽ không bao giờ quên đêm ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn bạn đến chương trình.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xác định được 4 thí sinh điểm bước vào 2 trận đối đầu trong đêm hôm nay. Đầu tiên là Hoài Trinh, kế tiếp là Hà Anh, Hồng Thuận và Tú Vi. Vì vậy, xin mời quý vị hãy nhắn tin dự đoán xem thí sinh nào điểm số bình chọn cao nhất từ ban giám khảo ở trận đối đầu để có cơ hội nhận được giải thưởng 3 triệu đồng và trở thành một trong 101 vị giám khảo trong đêm chung kết của chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng. Vì vậy, mỗi thí sinh chúng ta đều có một mã số: Hoài Trinh, mã số 1, Hà Anh, mã số 2, Hùng Thuần, mã số 3, Tú Vi, mã số 4. Quý vị soạn tin nhắn NCT khoảng cách mã số thí sinh gửi 6258. Ví dụ quý vị muốn bình chọn cho Hùng Thuận mã số 3, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn NCT khoảng cách 3 gửi 6258. Mỗi tin nhắn là 2.000 đồng, không giới hạn số lượng tin nhắn và số thí sinh dự đoán. Thời gian nhắn tin dự đoán có giới hạn, bắt đầu ngay từ bây giờ và kết thúc trước khi trận đối đầu thứ nhất diễn ra. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã có tin nhắn dự đoán chính xác vào tuần vừa qua và được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên. Vị khán giả đã nhắn tin dự đoán Gina Pia là thí sinh có điểm số bình chọn cao nhất từ ban giám khảo trong trận đối đầu ở bảng thi ca sĩ nữ. Và vị khán giả này sẽ nhận được 3 triệu đồng và trở thành một trong 101 vị giám khảo trong đêm chung kết của chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng. Và tiếp ngay sau đây, thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được chọn đối thủ của mình. Hoài Trinh, hiện tại bây giờ bạn là người điểm số cao nhất. Bạn sẽ chọn ai là đối thủ của mình trong trận đối đầu? Hùng Thuận. Vâng, xin mời Hùng Thuận bước qua bên này ạ. Quý thân mến, như vậy là chúng ta xác định được 2 cặp trong trận đối đầu. Trận đối đầu thứ nhất sẽ là cuộc so tài giữa Hà Anh và Tú Vi. Và trận đối đầu thứ hai sẽ là sự tranh tài giữa Hoài Trinh và Hùng Thuận. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng bước vào trong để chuẩn bị cho trận đối đầu. Rất kịch tính và hấp dẫn, phải không thưa quý vị? Cho nên quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút nữa. Tôi nghĩ là Tú Vi sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Hà Anh có một giọng ca rất là quyến rũ. Tương quan lực lượng dường như là nó hơi ngang sức ngang tài.